sự chuyển động của trái đất đã sinh ra hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau. Khi chuyển động quanh mặt trời, lúc nào cũng trái đất cũng chỉ được chiếu sáng một nửa. Do trong quá trình quay, trục trái đất nghiêng và không đổi phương nên có thời gian ngả về nửa cầu Bắc. Có lúc ngả nửa cầu Nam về phía mặt trời. Do trục trái đất nghiêng 23 độ 27 phút so với đường phân chia sáng, tối nên có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ. Càng xa xích đạo về phía hai cực, sự khác nhau này càng được thể hiện rõ. Vào ngày hạ chí, 22 tháng 6, nửa cầu Bắc nghiêng về phía mặt trời nhiều nhất. Còn nửa cầu Nam ngả về phía đối diện. Thời gian đó, ở nửa cầu Bắc ngày dài đêm ngắn. Còn ở nửa cầu Nam thì ngày ngắn đêm dài. Vào ngày Đông Chí, 22 tháng 12, nửa cầu Nam nghiêng về phía mặt trời nhiều nhất. Còn nửa cầu Bắc ngả về phía đối diện. Thời gian đó, ở nửa cầu Nam ngày dài đêm ngắn. Còn ở nửa cầu Bắc thì ngày ngắn đêm dài. Vào lúc 12 giờ trưa của hai ngày xuân phân, 21 tháng 3, và thu phân, 23 tháng 9, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào bề mặt trái đất ở xích đạo. Hai nửa cầu Bắc và Nam được chiếu sáng như nhau, ở mọi nơi đều có độ dài ngày và đêm bằng nhau. Ở khu vực từ đường chí tuyến Bắc và Nam về phía hai cực, có lúc ánh sáng mặt trời chiếu sáng suốt 24 giờ, hoặc mặt trời không chiếu sáng suốt 24 giờ. Số ngày, đêm kéo dài suốt 24 giờ thay đổi theo vĩ độ, từ 1 ngày đến 6 tháng. Tại vĩ độ 66 độ 33 phút Bắc và Nam, mỗi năm chỉ có ngày 22 tháng 6 và 21 tháng 3 xảy ra hiện tượng trên. Ở cực Bắc và cực Nam, số ngày dài suốt 24 giờ kéo dài trong 6 tháng, từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9. Vào thời gian này, ban đêm vẫn có thể nhìn thấy mặt trời. Hiện tượng này còn gọi là mặt trời lúc nửa đêm. Với hiện tượng ban ngày kéo dài 24 giờ, ở hai cực còn có hiện tượng ban đêm kéo dài 24 giờ. Hiện tượng này còn gọi là ban đêm vùng cực.